Kính chào tất cả quý vị đến với bản tin thời sự trong nước và quốc tế 24 giờ của kênh truyền hình Quốc Võ News. Hôm nay sẽ có những bản tin đáng chú ý sau đây. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng ta cùng nhau xem lại một vài cái chi tiết ở trong cái vụ mà bốn nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đã coi như là sách về, vận chuyển về như rất 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam đó. Đến thời điểm này là rất là nhiều những cái thông tin trái chiều và những cái lời bình luận từ khán giả trên cộng đồng mạng. Trong đó có rất là nhiều kênh YouTube hoặc là đài truyền hình nói về việc này. Với một cái góc nhìn rất là khách quan của kênh Quốc Võ News thì hôm nay chúng ta cùng nhau ngồi lại đây để phân tích một số những câu chuyện liên quan vấn đề này. Và trước hết thì chúng ta cùng xem qua một cái clip có một người nào đó họ cầm máy quay phim hoặc là máy quay phim bí mật được giấu kín và trực tiếp cầm trên tay để mà quay lại cái cảnh mà các cô tiếp viên hàng không bỏ những cái vali xách tay vào trong cái máy soi đó. Thì cái lúc này là cái lúc mà chuẩn bị để ra khỏi cửa, các vị chuẩn bị để ra coi như là khỏi cửa của sân bay đó, để người nhà đứng bên ngoài có thể đón là như thế nào đó. Tại vì mình đã từng đi rất là nhiều lần rồi thì cái chỗ mà soi hành lý này là cái chỗ cuối cùng trước khi bước ra ngoài sân bay đó. Chắc là quý vị đã đi Việt Nam thì quý vị cũng đã biết rồi, là cái cổng sân bay mà quốc tế đó. Sau khi mà check in check out hết tất cả mọi thứ rồi thì cái bước cuối cùng là đã rọi qua cái máy soi này. Thì thưa quý vị, như vậy chứng tỏ rằng á, là có một cái người nào đó họ đã theo dõi câu chuyện này rồi. Có thể là đó là bên phía cơ quan chức năng của Việt Nam, họ đã được báo trước là các cô tiếp viên hàng không này đang mang những cái vali mà có chứa chất cấm bên trong, quý vị, cho nên họ mới cầm máy quay phim để quay. Chứ bình thường mà khi mà chúng ta đi qua cái máy rọi này thì không có ai cầm máy cả. Hoặc là những cái máy quay phim, những cái camera mà của an ninh á, thì đặt ở trên mái nhà từ trên xa rọi xuống, chứ không có ai mà cầm sắc rạc như thế này, quý vị, mà quay ngang như thế này. Như vậy chứng tỏ rằng là họ đã như thế nào, quý vị? Đó, mình coi là cầm quay ngang thế này và là quay theo luôn, tức là cầm trên tay để quay, tức là nó moving, tức là nó chuyển động, camera chuyển động ha quý vị, nè thấy rõ ràng không, khi mà đi qua máy rồi mấy cô đi theo luôn thì camera đi theo luôn, tức là họ cầm máy trên tay họ quay, cầm phone hoặc là cầm một cái thiết bị về quay phim đó, họ qua đây luôn ha. Như vậy chứng tỏ rằng là như thế nào quý vị, đó thì chúng ta thấy rõ ràng là họ đã chuẩn bị trước máy quay và các cơ quan ban ngành, trong đó có công an, có cảnh sát, có những cái cục hàng không, rồi có những bộ phận, những cái cơ quan mà điều tra về tội phạm ma túy vân vân, rất nhiều cơ quan đã túc trực sẵn để chờ sẵn, tức là họ đây là những con mồi và họ đã biết trước rồi. Có nhiều người nói rằng là từ bên Pháp, từ sân bay tại Pháp, tại sao bên phía của hải quan của Pháp họ không có phát hiện ra ma túy khi mà những cái vali này được scan qua trong cái máy scan của bên Pháp, mà những cái máy quay, những cái máy scan của Pháp á, thì dĩ nhiên nó rất là hiện đại, tại sao không phát hiện ra ma túy? Đó là chỉ là những cái lời nói suông thôi quý vị. Thật sự mà nói là Quốc Võ nghĩ rằng là họ cũng đã biết trước và họ đã báo cho bên phía của cơ quan cảnh sát của bên phía của Việt Nam và hai bên để kết hợp với nhau ha về vấn đề này. Cho nên là tất cả mọi thứ đã đều nằm trong cái tầm ngắm của cơ quan chức năng rồi quý vị. Còn nếu như mà cái trường hợp ngược lại mà bên Pháp không phải là hợp tác cùng với Việt Nam để mà làm rõ vụ việc này đó, thì bên phía một số những cái đối tượng mà làm tại cảng hàng không của Pháp là đang có vấn đề trong cái vụ án mà buôn lậu vận chuyển trái phép chất ma túy này quý vị. Như vậy thì như là chúng ta cũng phải xác định một điều rằng là trong trường hợp này, nếu như cái người mà cầm máy quay phim này để quay cái cảnh này đó thì họ đã biết trước rồi là những cái hành lý này có vấn đề, phải không ạ? Rồi quý vị biết rằng là khi mà vào bên trong đó, khi mà chúng ta soi kỹ bắt đầu từ cái chỗ này làm việc, thì cái thái độ của những cái người mà tiếp viên hàng không, đặc biệt là cô tiếp viên trưởng này đó, quý vị thấy gương mặt của cổ không? Rất là bình thản,
Khi mà phát hiện ra trong tiết kem đánh răng này có những cái viên thuốc màu xám, đó là cái chất mà ketamin, thuốc lắc, thì cô ấy coi như là rất là bình thản, quý vị, không có một cái biểu hiện gì gọi là sợ hãi, giật mình hoặc là hoang mang hoặc là lo lắng gì cả, với vẻ mặt một đôi mắt rất là bình thản. Thì liệu là có những vấn đề gì trong đây, quý vị? Hiện tại bây giờ chúng ta phân tích theo một cái tính khách quan nha, chứ không phải là mình áp đặt cái tội trạng vào những cái cô gái tiếp viên hàng không này, quý vị. Nhưng mà đây là không phải một cá nhân mà là một tập thể tới 4 người, quý vị. Từ 2 người trở lên là đã gọi là tập thể rồi. Ở đây là 4 người mà trong đó có một người là tiếp viên hàng không và một người coi như là tiếp viên trưởng, quý vị. Người tiếp viên trưởng thì sao, quý vị? Là có nhiều năm kinh nghiệm trong vấn đề về làm tiếp viên hàng không, và họ lãnh cái mức lương nó cao gần như là gấp đôi của những tiếp viên phó, những tiếp viên khác ha. Tiếp viên trưởng là lương rất là cao và họ có trách nhiệm rất là cao. Như vậy tại sao câu hỏi đặt ra rằng là những cô tiếp viên hàng không này, đặc biệt là tiếp viên trưởng đó, lại có thể chỉ có 1 triệu đồng thôi tiền công để vận chuyển, mà lại có thể vận chuyển tới 300 mấy chục tiếp kem đánh răng như thế này, khi mà cái giá trị tiếp kem đánh răng nó không được cao, nó không cao. Cái tiền lời là bao nhiêu để chuyển về chỉ có là 10 triệu đồng thôi, 10 triệu đồng chứ không phải là 1 triệu, có phải mình nói nhầm, 10 triệu đồng thôi. Coi như là để đánh đổi cả một cái vấn đề về này, mà coi như là quý vị biết rằng là cái luật, cái nội quy của những tiếp viên hàng không là không được mang đồ hành khách của những cái người người khác, quý vị ha, không được, không được. Đó là cái luật, cái nội quy. Như vậy thì với một cái người mà không quen biết, họ nói rằng là với một cái người không quen biết ở bên Pháp đó, họ gửi, thì tại sao một cái người không quen biết, không có biết danh tánh là gì mà lại có thể là coi như là vận chuyển, nhờ vận chuyển rất là nhiều những cái tiếp kiểu nói rằng trong đó có tới 11,48 kg chất ma túy, mà lại họ lại hài là vận chuyển, quý vị không ạ? Đó, như vậy là chứng chứng tỏ rằng tất cả mọi thứ này nó đều được được sắp đặt rất là bài bản ha, rất là bài bản. Nhưng không ngờ là bên phía của cục hàng không của Việt Nam, tức là bên phía của những người trong hải quan đó, họ đã thấy được cái vấn đề này và họ đã kịp thời ngăn chặn. Chứ nếu không á, là mà cái 11,48 kg này mà nó tuồn ra ngoài đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến coi như là cái người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, quý vị. Cái số lượng rất là lớn ha, số lượng rất lớn. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng xem qua tấm hành hình này, quý vị. Một cái tấm hình mà có 4 cô gái dễ thương ngồi lại với nhau chung một cái bàn để ngồi viết một cái bản kiểm điểm. Quốc võ nghĩ rằng là đây là cái bản kiểm điểm, mà ba từ bản kiểm điểm này nằm trong ngoặc kép nha, quý vị nha. Bởi vì sau khi mà bị phát hiện ra một cái lô hàng quốc cấm mà nó lớn như cỡ đó đó, mà chỉ cần một ký đô gam thôi là đã đủ bị là tử hình rồi, quý vị. Mà cái này tới 11,48 kg ha. Thì 4 cô được cho vào phòng và ngồi chung với nhau như thế này để viết một cái bản kiểm điểm, rồi sau đó được trả tự do, quý vị. Thì quý vị thấy tấm hình này nó như thế nào? Rất là nhiều những cái lời bình luận từ cư dân mạng nói về tấm hình này. Khi mà nghe cơ quan chức năng á, là nói rằng là sẽ coi như là tức là đã trả tự do cho 4 cô gái này, bởi vì không đủ chứng cứ để chứng minh rằng là cô gái 4 cô gái này là phạm tội. Khi mà bắt được những cái bằng chứng, cái chứng cứ nó nằm trong cái vali của từng người một như vậy đó, thì tại sao, một cái dấu hỏi đặt ra là tại sao để cho 4 cô gái này lại có thể ngồi chung với nhau như vậy để viết một cái bản tường trình như thế này, quý vị. Đúng ra đó là phải cách ly ngay lập tức, và mỗi người đều ở một cái phòng riêng được giám sát cẩn thận để viết bản tường trình, coi họ viết có khớp hay nhau hay không, chứ không thể nào để họ ngồi chung để mà bàn luận với nhau, để đưa ra một cái câu chuyện, vẽ ra một cái câu chuyện là 10 triệu đồng và một cái câu chuyện một cái người nào đó xa lạ từ bên Pháp gửi, phải không ạ? Đâu có thể mà để giống như là ngồi như vậy, để giống như là học sinh đang đi họp nhóm làm bài chung,
Thì không thể được. Bởi vì đây là một cái vụ án lớn quý vị. Vụ án mà liên quan đến ma túy mà dẫn đến ví dụ như là cái bộ luật hình sự đã đưa ra đó là cái tội là phải tử hình khi mà cái lượng ma túy nó là trên 500 gram hay là trên 1 kg gì đó. Đó là cái luật của Việt Nam đã đưa ra và cũng đã rất là nhiều cái trường hợp ha đã bị tử hình một cách rất là coi như là gây ra cái đau lòng cho những cái người ở trong cuộc và khán giả đã xem, cộng đồng mạng đã xem cái trường hợp của bà cụ già 75 tuổi, cái trường hợp của một cái chàng trai ở quê mùa không hiểu biết gì cả, xách giùm rất là nhiều, nhưng mà tất cả những trường hợp đó đều bị tử hình quý vị. Thì bây giờ cái trường hợp này thì nó như thế nào? Nếu như đây không phải là bốn cô gái tiếp viên hàng không thì ra sao? Còn bây giờ là bốn cô gái tiếp viên hàng không này, trong đó có một cô gái mà mặc áo vàng tức là tiếp viên trưởng, thì nó sẽ như thế nào? Sau khi mà bị bắt quả tang như vậy thì cho là họ ngồi lại chung với nhau như vậy để cùng nhau viết một cái bản kiểm điểm như thế này, đúng không ạ? Cái bản tường trình nhưng mà bây giờ nó trở thành bản kiểm điểm. Thì sao quý vị? Đây là một cái câu hỏi đặt ra rất là lớn cho tất cả mọi người và cũng mọi người cũng đang mình dùng cái từ phẫn nộ thì cũng có một phần nào đúng, bởi vì những cái lời bình luận trên mạng xã hội đó quý vị, khi mà mình đọc qua những tờ báo mà thấy họ bình luận khi mà những tờ báo viết là cơ quan chức năng đã trả tự do vì không có đủ chứng cứ đó quý vị, thì cộng đồng mạng có những cái lời lẽ cũng rất là nặng nề, có gọi cái tạm gọi là phẫn nộ đó quý vị. Thì ngày hôm qua bên phía của cơ quan chức năng cũng đã lên tiếng trên báo chí nói rằng là không phải là trả tự do cho mấy cô gái này đều là hết chuyện đâu, mà cơ quan chức năng đang khởi tố vụ án và sẽ tiếp tục điều tra. Nếu như mà mấy cô gái này mà thật sự mà có tội thì phải bị bắt giữ ngay để xử lý theo đúng pháp luật, chứ không phải là thả ra là hết chuyện, không phải là như vậy quý vị. Đó đó là những cái lời mà coi như là nói từ bên quan chức chức năng. Cho nên là chúng ta cũng đang mong chờ một cái điều gì đó mà nó tích cực hơn trong cái câu chuyện của bốn cô gái tiếp viên này quý vị. Bởi vì không thể nào mà nó đơn giản như thế này được quý vị. Ha, mà chứng cứ đã có sẵn luôn. Tất cả mọi thứ nó đều nằm trong cái quy trình về tố tụng. Có một vài người nói rằng là cái gì mà cái chứng cứ chủ quan, tình tiết khách quan, chủ quan khách quan gì đó, nói chung nói một hồi chả hiểu là cái vấn đề gì cả. Cái gì mà khách quan, chủ quan, cái gì bốn yếu tố gì tùm lum đó. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng rằng là sao, là những cô gái này đã có bằng chứng cụ thể là đã xách đi những cái vali của bản thân của mình, và những trong vali này có chứa chất cấm nó rất là nhiều, những cái số lượng rất lớn. Và nếu như số lượng này mà tuồn ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn luôn, ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên đối với những cái người mà họ những người dân nó bình thường đó quý vị đó, thì họ nghĩ rằng là cần phải tạm giam mấy cô gái này cho đến khi mà kết quả điều tra xong. Nếu cô gái này mà có tội thì phải được xử lý theo đúng pháp luật. Còn nếu như cô gái này mà vô tội, nếu như điều tra xong mà cô ấy gái này vô tội đó, thì sẽ được minh oan và sẽ đền bù xứng đáng cho những cái gì mà cô gái này đã mắc phải trong thời gian vừa qua, đúng không ạ? Ngoài ra thì thưa quý vị, ngày hôm nay thì các tiếp viên hàng không cũng đã bị xem xét là cho thôi việc, thì chắc chắn là cho thôi việc rồi chứ còn gì nữa. Coi như là thoát được cái án mà tử hình là coi như là sung sướng quá rồi. Thì bây giờ thì có vấn đề mà cho thôi việc thì chắc chắn rồi. Thì bây giờ để coi tờ báo này họ nói cái gì đây nè. Đây là một cái đường link trong tờ báo là vtv.vn. Đó. Thì họ nói rằng là về bốn tiếp viên hàng không liên quan vụ vận chuyển ma túy, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết là dù được trả tự do, bốn người này vẫn sẽ bị xử lý về kỷ luật lao động. Sướng quá ha, chỉ xử lý nhẹ nhẹ thôi, cho thôi việc thì làm việc khác thôi, như gì đâu, dễ mà.
Ngày 23 tháng 3, sau khi 4 tiếp viên hàng không trong vụ xách tay 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam được trả tự do, Cục Hàng không Việt Nam khẳng định quan điểm chỉ đạo của Cục Hàng không là trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua đường hàng không là kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và không có vùng cấm. Mặc dù không mong muốn nhưng chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, nghiêm túc, đánh giá, kiên quyết đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn. Để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, trước hết phải xem lại ý thức, quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ, vì vậy phải rà soát lại công tác tuyên truyền tạo đạo, đào tạo công tác quản lý, các quy trình chuyên môn, để trước hết là tự làm trong sạch đội ngũ của mình. Về việc 4 tiếp viên hàng không trong vụ vừa qua, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thông tin, mặc dù các tiếp viên đã được lực lượng chức năng trả tự do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, nhưng các tiếp viên này vẫn sẽ bị xử lý theo thông tư 46/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Quy định nêu rõ không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp hoặc là hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với hành vi lợi dụng vị trí để làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa. Thông tin thêm, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục Hàng không đã chỉ đạo các hãng hàng không khẩn trương rà soát lại các biện pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại cụ thể của các hãng hàng không, nhất là việc bồi thường văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và việc kiểm soát tổ bay để kịp thời phát hiện các lỗ hổng, phải khắc phục càng sớm càng tốt, giảm thiểu các hành vi vi phạm. Trước mắt thì các hãng hàng không cần tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất các hành lý của tổ bay trước khi bay và sau khi kết thúc chuyến bay. Nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định. Khi có vụ việc xảy ra, hãng hàng không phải chủ động bình giảng vụ việc, đánh giá, rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi tới các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống, làm bài học để cảnh tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, đồng thời qua đó rà soát bổ sung các quy định, kế hoạch để bịt kín lỗ hổng nếu có, để phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu vi phạm của các nhân viên hàng không. Cần sự hợp tác phối hợp chặt chẽ các chủ thể liên quan, trong đó vai trò chủ động của các doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Một tổ chức mạnh không phải ngừng tự chỉnh đốn, thường xuyên làm mới để khắc phục hạn chế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp xứng tầm. Lãnh đạo Cục Hàng không nhấn mạnh, ông này ông nói thì sao là nghe hay quá, nghe rất lưu loát luôn. Ha? Mà cuối cùng đọc xong rồi cũng chả hiểu gì cả. À, tại vì có như là đọc xong rồi thì nói là có như là dữ dằn, là dằn lắm, nói là phải là tăng cường cái như là công tác quản lý, kiểm tra đột xuất hành lý rồi cái này nọ rồi tổ bay, trong khi bây giờ nó bắt quả tang rồi thì sao lại cái như là nói là không đủ chứng cứ rồi để là trả tự do, thì mình cũng không hiểu được ha. Ok rồi, thôi thì nói chung là chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi xem coi biết cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ xử lý cái vấn đề như thế nào, khởi tố vụ án ra sao và sẽ điều tra thế nào. Nghe nói đâu là có hai nhân vật gì đó bí mật bị bắt giữ để điều tra trong cái vụ mà 4 cô mà tiếp viên hàng không này. Hai nhân vật đó là ai, tại sao không cứ đeo tên lên cho chúng ta biết đó. Rồi thì bây giờ chúng ta cứ chờ xem thôi những động thái tiếp theo của cơ quan chức năng ha. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi thêm những tin tức thương mại sau đây. Sẵn tiện đây Quốc Võ cũng có một vài cái sản phẩm mà rất là tuyệt vời luôn, muốn chia sẻ cho mọi người. Thì thưa quý vị, Quốc Võ đang uống cái trà này nè. Quý vị thấy rằng là một cái trà mà có một cái bình bằng thủy tinh, đẹp không? Thì đây là một cái loại trà đặc biệt quý vị. Cái loại trà này là trà gọi là Ashitaba của Nhật Bản. Cái hộp rất là đẹp ha. Cái hộp này quý vị thấy nó màu xanh đẹp không? Mình hình vuông nè. Và nó cứng cáp đó, thì bên trong này á, là nó có là 6 ngăn. Mỗi ngăn là để là 10 gói trà tất cả, tức là tổng cộng là 60 gói đó. Thì thưa quý vị, cái trà này đó là được ra đời lâu rồi, nhưng mà bây giờ là mới làm cái hộp mới lại cho đẹp hơn. Chứ ngày xưa thì cái hộp là nó giống vậy nè quý vị nè, cái hộp nó là như vậy nè. Nhưng mà bây giờ họ làm lại cái hộp đẹp như thế này, chắc cú luôn, rất đẹp. Mỗi hộp này là giá trị là $65 cho một hộp này ha. $65, trong đây có 60 gói đó. Cái trà này có tác dụng là làm cho chúng ta ngủ ngon nè, làm cho chúng ta là giảm mỡ trong máu nè, giảm những cái mỡ xấu ở trong tế bào của mình đó quý vị.
ngoài ra là tránh đau khớp này, tránh đột quỵ này, làm cho chúng ta quân bình lượng đường huyết này, đó, ăn ngon ngủ yên này, nói chung là tuyệt vời, công dụng là tuyệt vời. Thì nhưng mà hiện tại trong tháng 3 và tháng 4 này đó thì Quốc Võ có một đợt khuyến mãi đặc biệt, là nếu như quý vị nào mà mua 3 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng free một hộp trà nhỏ này. Cái hộp trà nhỏ này đó Quốc Võ bán là 25 đô la ha. Nhưng mà bây giờ mua 3 hộp lớn này tặng free hộp này luôn cho nó sang vậy đó. Nhưng mà ngoài ra quý vị còn một cái đặc biệt nữa là Quốc Võ sẽ tặng thêm một chai dầu Tibet nữa. Chai dầu này nè. Chai dầu này là giống như dầu xanh của Việt Nam mình á, nhưng mà thật sự cái dầu này là nó thơm hơn nhiều bởi vì nó là dầu quế. À, nó có cái mùi quế giống như là bích đít đầu sổ mũi nè, đau mình mẩy nè, thì mình thoa vào thì mình sẽ giảm rất là nhiều ha. Là dầu Tibet này, chai dầu này 15 đô la Quốc Võ tặng free luôn cho quý vị luôn. Tức là nếu như quý vị nào mua 3 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng free một cái hộp trà nhỏ và một chai dầu này nha. Rồi đó là cái nói về trà. Ngoài ra thưa quý vị, có một cái loại bột dinh dưỡng ngày xưa thường thường chúng ta nghe nói là bột ngũ cốc đúng không, bột ngũ cốc, nhưng mà ngày nay đó là không phải ngũ cốc nữa mà là 36 cốc luôn quý vị. Đây một cái loại bột dinh dưỡng mà tới 36 chất dinh dưỡng trong đây được kết hợp lại với nhau để tạo thành một cái loại bột. Thì trong cái hộp này đó cũng có là 6 ngăn, mỗi ngăn là 10 gói, tức là 60 gói trong hộp này ha. Cái giá bán là 95 đô la cho 95 đô la cho một hộp này. À cái bột này nó hay một chỗ này quý vị nè, đủ các dinh dưỡng trong một cái gói bột như thế này. Ví dụ như là buổi sáng quý vị không có thời gian để ăn sáng, quý vị đi làm gấp quá thì quý vị cứ pha hai gói bột vào trong một cái ly như thế này, ly nước nóng như thế này, mình bỏ hai gói bột vô mình quậy lên mình uống là hết, là xong, nhanh nhanh gọn lẹ. Hoặc là buổi trưa quý vị nào mà làm việc buổi trưa mà không có thời gian nhiều để ăn trưa thì quý vị cũng có thể dùng hai gói bột này mình bỏ vào trong một cái ly nước nóng mình quậy lên mình uống là đủ chất dinh dưỡng luôn. Hoặc là thậm chí là buổi tối đi làm về đây mệt đi, mình không có muốn ăn cơm đi, mình mệt mỏi mình không muốn ăn cơm, thì quý vị cũng có thể dùng hai cái bột này mình bỏ vào ly nước nóng mình khuấy lên mình uống là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn tối đó. Nó rất là tiện lợi luôn, đặc biệt là cho những người mà ăn chay á, là không có xảy luôn quý vị. Ăn chay thì chắc chắn là phải uống được cái bột này rồi, bởi vì không có thịt cá gì này cả, nó là chất dinh dưỡng là loại tức là rau củ quả thôi quý vị, cho nên nó rất là đầy đủ chất dinh dưỡng ha. Đó, cái hộp này 95 đô la. Nhưng mà nếu trong trường hợp nào tức là tháng 3, tháng 4 này đó, quý vị nào mà mua một hộp bột này đó thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà nhỏ này. Đó, thích đã chưa? Hộp trà này 25 đô la đó nha, chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà nếu như quý vị nào mà mua mà 95 đô la hộp bột này thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ này. À, được chưa? Quá tuyệt vời. Đó là những cái điều tuyệt vời mà Quốc Võ chia sẻ. Ngoài ra thì trầm hương thì quý vị cũng đã biết rồi, trầm hương là một bó như thế này quý vị nè, bó nhân trầm nè. Cái nhang trầm này cũng là khá là đặc biệt, đây là loại van nhang là VIP, tức là VIP á. Cái thanh nhang này bên trong nó không có tim nha quý vị nha, cái thanh nhang này nó dài lắm, mình rút ra như vậy một thanh nhang như vậy nè, đó, cái thanh nhang nó dài như vậy nè quý vị nè. Đây là nhang mà làm một bột trầm hương á, nó không có tim, cho nên mình đốt á mình không bị sợ bị tạp chất, mình hít cái nhang trầm này vào đó mình cảm thấy nó thơm tho dễ chịu và nó giúp cho sức khỏe mình lắm, chứ nó không có tạp chất, cho nên mình không sợ bị mấy cái tạp chất bậy bạ. Và mình đốt như này nó thơm tho lắm quý vị. Buổi sáng mình ngồi uống trà đó, mình đốt trầm hương đó, mình thấy nó sảng khoái, mình an lạc dữ lắm. Mình có một góc phòng riêng quý vị, Quốc Võ có một góc phòng riêng như thế này nè. Mình ngồi mình đốt nhang trầm, mình chế nước trà, mình uống này nọ đồ, mình đọc sách hoặc là mình nghe tin tức vân vân. Quý vị buổi sáng vào kênh Quốc Võ News á. Đó, mình nghe tin tức. Rồi mình đốt hương trầm, mình uống trà Shisha-ba. Mình cảm thấy cái tâm hồn mình nó sảng khoái mà nó an lạc, mà nó mình sẽ lạc quan hơn trong cuộc sống của mình. Tuy rằng bên ngoài kia có những bộn bề bôn ba, những gian khó của cuộc sống, phải bon chen, phải mưu sinh, nhưng mà quý vị nên dành một thời gian nào đó trong ngày, nửa tiếng 45 phút gì đó, để mình ngồi mình enjoy cuộc sống của mình. Mình đốt hương trầm, mình uống trà Shisha-ba để cho sức khỏe, rồi mình nghe kênh Quốc Võ News để mình nắm được tin tức, thì mình cảm thấy cuộc đời nó rất là đáng sống, ý nghĩa vô cùng quý vị ha. Đó thì hiện tại bây giờ là một bó nhang trầm như vậy nè, Quốc Võ bán ra thị trường với giá là 135 đô la. À, chỉ có 135 đô la thôi mà bên trong này có 100 thanh nhang như vậy nha, 100 thanh nhang trong này nè, cái hộp là bằng gỗ rất đẹp nè. Ngoài ra đó thì quý vị mua thêm một cái khay như thế này bằng gỗ nè, cái khay này họ họ design đẹp lắm, họ làm thiết kế cái khay này rất là đẹp.
và mình bỏ thanh nhân trồng vào trong đây, mình đẩy lại, rồi mình để cách xa chúng ta ra khoảng chừng 1 thước, 3 bước chân thôi, để cho cái khói nó bốc lên, rồi nó tỏa cái hương ra khắp căn phòng của mình, làm cho chúng ta cảm thấy sảng khoái, à tuyệt vời không? Đó, rồi mình ngồi mình mới uống trà, à, mình ngồi uống trà ha, rồi mở kênh YouTube Quốc Võ ra nghe. Nghe hôm nay là Quốc Võ nói chuyện gì, à cái chuyện về 4 nữ tiếp viên hàng không hoặc là bất cứ một cái tin tức gì trên mạng xã hội, mình nghe mình cảm thấy mình thoải mái, mình an lạc. Ok rồi, đó là những sản phẩm tuyệt vời mà của công ty Quốc Võ gọi là Q Vitamins, à, cùng chia sẻ với mọi người. Và Quốc Võ cũng xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật là an bình, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc nha. Nhớ là quý vị hãy đăng ký kênh Quốc Võ, Quốc Võ News, đăng ký kênh, bấm vào nút like và chia sẻ đường link này cho mọi người cùng biết nha. Rồi, à, xin chào tạm biệt quý vị và chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành ha. Nếu quý vị nào mà muốn order sản phẩm á, thì quý vị hãy điện thoại Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474 nha, 714-247-9474, hoặc là quý vị add vào Zalo số là +1 714-247-9474. Rồi, xin chào tạm biệt nha, I love you.